ghế chưa? Ghế chưa? Hello, xin chào mọi người. Chúc mọi người một ngày vui vẻ nha. Video hôm nay của mình sẽ nói về tính năng mới chơi game với bạn bè ở trong nhà. Đây là những người bạn sẽ đồng hành với mình hôm nay. Ok, không để mọi người đợi lâu nữa, mình sẽ bắt đầu chơi game luôn nha. Mọi người bấm vào icon chơi game, cái chỗ mũi tên mình chỉ vô á. Bấm vô nó sẽ hiện ra tiệc trò chơi, virus hay ma và bắn hay trốn. Hôm nay mình sẽ chơi bắn hay trốn nha. Bắt đầu thôi nè. Trò này thì được chơi 4 người nè. Giờ thì mình sẽ ghép ngẫu nhiên với những bạn khác. Đầu tiên mình sẽ núp vào bụi, chờ vũ khí ra rồi mình lụm. Đó, mình lụm cây súng này bắn được 33 viên nè mọi người. Mình sẽ đi vòng vòng mình chết coi có bạn nào gần mình không. Mọi người nhớ ăn mấy cái cục pin này nha, nó sẽ tăng được 20 máu cho mọi người á. Rồi tiếp theo mình lụm cây súng này bắn tầm xa á, sát thương cao lắm á mọi người. Đó, vậy là mình bắt được một bạn. Bây giờ mình ra mình ăn máu thêm nè, mấy cái cục xanh này là máu nha. Mình mới KS mạng của sóc. Súng của mình hết đạn rồi nên mình đang đi kiếm đạn á, mà không có đạn nên mình đổi súng khác luôn. Nhiều cục pin quá nên mình ăn nè, mình lên tới 572 máu rồi kìa. Mình có súng mới rồi nè, giờ thì mình bắn thôi. Yeah, bây giờ chỉ còn mình và sóc. Mình sẽ đi ra bo để cho sóc thắng. Ui, nhưng mà sóc không chịu thắng, sóc đi ra bo luôn. Xong rốt cuộc mình thắng. Như vậy là mình đã chơi game xong rồi. Bây giờ quay trở lại nhà của mình nè. Tính năng mới của game siêu hay luôn á mọi người ơi. Được chơi chung với bạn bè mà còn chơi được nhiều game nữa. Mọi người hãy nhanh chóng rủ bạn bè chơi cùng nha. Video của mình ở đây là hết rồi. Bye bye mọi người.